Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Ngày 24 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng tới, dựa trên những tuyên bố gần đây của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ sẵn sàng cho mọi hoạt động liều lĩnh từ phía Triều Tiên. Trung Quốc ngày 22 tháng 5 tuyên bố giảm thuế nhập khẩu xe hơi xuống còn 15% sau cuộc đàm phán ở Washington vào tuần trước. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết mức thuế mới 15% sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, thay thế cho mức thuế 25% đã áp dụng trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Với 66 phiếu thuận và 65 phiếu chống, Hội đồng lập pháp 135 thành viên của Catalan đã bầu ông Quim Torra, một đồng minh thân cận của cựu thủ hiến Carles Puigdemont, làm vị thủ hiến tiếp theo của vùng tự trị này. Việc đắc cử của ông Torra được coi là đặt dấu chấm hết cho thế bế tắc chính trị kéo dài suốt 7 tháng qua tại đây. Giáo sư luật Giuseppe Conte, người vừa được đề cử là thủ tướng Italia, đã nhận trách nhiệm thành lập chính phủ liên minh. Ông giờ đây sẽ lên danh sách thành phần nội các của mình và tiếp đó sẽ trình lên Tổng thống Mattarella để được phê chuẩn. Ngày 23 tháng 5, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã nêu ra 7 điều kiện để Tehran tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc. Trong số 7 điều kiện này, Iran yêu cầu các ngân hàng châu Âu phải bảo đảm giao dịch với Iran sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA. Với hơn 67% số phiếu ủng hộ, đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2019-2025. Kết quả này không có gì gây ngạc nhiên bởi ngay từ đầu, cuộc bầu cử này đã được nhận định là cuộc đua độc mã của ông Maduro. Tuy nhiên, điều được nhiều người quan tâm nhất trong cuộc bầu cử này chính là cam kết khôi phục nền kinh tế của đương kim Tổng thống. Đây cũng chính là chủ đề của Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Trong thông cáo đầu tiên sau khi đã kiểm 92,6% số phiếu bầu, Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela CNE chính thức thông báo, đương kim Tổng thống Nicolas Maduro, ứng cử viên của Liên minh cánh tả Mặt trận Tổ quốc mở rộng, đã giành thắng lợi với 5,8 triệu phiếu bầu, trong khi ứng cử viên đối lập mạnh nhất là ông Henry Falcon chỉ giành được 1,8 triệu phiếu ủng hộ. Chiến thắng này mở đường cho ông Maduro tiếp tục làm người lãnh đạo cao nhất Venezuela trong 6 năm tới. Trong tổng số 20,5 triệu cử tri đủ tư cách, thì có 8,6 triệu người đã tham gia bỏ phiếu. Cuộc bầu cử đã diễn ra thuận lợi, minh bạch, dân chủ và người dân Venezuela đã quyết định tương lai của đất nước bằng lá phiếu của mình. Các bên cần tôn trọng ý nguyện của nhân dân trong cuộc bầu cử này. Ngày 24 tháng 5, Tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 tại Quốc hội lập hiến. Trước hiến pháp của nước Cộng hòa Venezuela, trước người dân Venezuela, trước quê hương và Chúa Trời, tôi cam kết sẽ hoàn thành và thực thi hiến pháp Bolivar mới của chúng ta, cũng như tiến hành tất cả những thay đổi mang tính cách mạng để đưa Venezuela đến với hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi xin thề. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, bao gồm Cuba, El Salvador, Bolivia và Nga, đã ngay lập tức gửi lời chào mừng thắng lợi tới Tổng thống Maduro và Liên minh cánh tả Mặt trận Tổ quốc mở rộng. Cuộc bầu cử Tổng thống của Venezuela là một sự kiện được dư luận khu vực và quốc tế quan tâm bởi diễn ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, được đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước và đối mặt với nhiều sức ép, đặc biệt là các lệnh trừng phạt của Mỹ. Để hiểu hơn về cuộc bầu cử này, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Jorge Rondon, đại sứ Venezuela tại Việt Nam. Cảm ơn đại sứ đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Được biết, ngày 20 tháng 5 vừa qua, Venezuela đã tổ chức bầu cử Tổng thống. Kết quả bầu cử lần này có gì đáng chú ý thưa ông? Vâng, đầu tiên tôi muốn được cảm ơn bạn đã mời tôi tham dự một chương trình rất ý nghĩa và hy vọng tôi có thể đem đến những thông tin bổ ích cho các bạn Việt Nam với sự trân trọng nhất. Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, chúng ta đã chứng kiến chiến thắng tuyệt đối của đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông đã tái đắc cử với sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Venezuela và sẽ tiếp tục tại nhiệm trong nhiệm kỳ mới. Tổng thống đã giành được hơn 65% phiếu ủng hộ, tương đương với gần 6 triệu người. Người về vị trí thứ hai chỉ giành được hơn 20%. Điều đó có nghĩa là ứng viên Falcon chỉ nhận được khoảng 2 triệu phiếu ủng hộ. Đây thực sự là một chiến thắng vang dội. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong quá trình bầu cử này, Tổng thống Maduro đã bị tấn công, bị chỉ trích từ những tổ chức trong nước cho đến những định chế nước ngoài. Thậm chí những người dân đã cổ suý không đi bầu cử, nhưng ông đã vượt qua tất cả và chiến thắng.
Đây là một kết quả không thể thay đổi. Người dân Venezuela đã lựa chọn ông. Và một điều nữa, số cử tri đi bầu cử chiếm 49% tổng số cử tri đủ tư cách. Vậy nguyên nhân nào đã giúp Tổng thống Maduro giành chiến thắng, thưa đại sứ? Bạn biết đấy, cuộc cách mạng Bolivar Venezuela được khởi xướng và lãnh đạo bởi lãnh tụ cố Tổng thống Hugo Chavez. Venezuela đã đi theo con đường xã hội chủ nghĩa từ đó. Mọi nỗ lực chúng tôi làm luôn vì mục tiêu này, cho dù đó là khi chúng tôi còn nghèo đói, chúng tôi rơi vào khủng hoảng kinh tế. Bất chấp mọi khó khăn, chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện con đường xã hội chủ nghĩa. Mọi thứ thể hiện trong các lĩnh vực giáo dục, thực phẩm, y tế. Mặt khác, người dân Venezuela luôn quan tâm và gắn liền với chính trị. Họ đi bầu cử không phải vì họ buộc phải làm như vậy, mà họ làm vì họ quan tâm, và bởi điều này tốt cho đất nước. Tôi nghĩ đây là một điều rất quan trọng trong quá trình bầu cử tại Venezuela. Một số tổ chức hay chính phủ tại châu Mỹ đã quyết định không công nhận chiến thắng của Tổng thống Maduro. Họ can thiệp vào sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Venezuela. Nhưng người dân đất nước chúng tôi đã không chấp nhận điều này. Chúng tôi là người Venezuela, đi bầu cử và lựa chọn chính phủ của mình. Đây là bài học mà chúng tôi học được trong cuộc bầu cử này. Việc Tổng thống Maduro tái đắc cử dường như không gây bất ngờ vì đã được dự đoán từ đầu. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng cuộc bầu cử này không đủ minh bạch. Ông có ý kiến gì về điều này? Chúng tôi không nghi ngờ gì về kết quả bầu cử lần này. Chúng tôi cũng ngạc nhiên về kết quả bầu cử, cụ thể là về tỷ lệ bầu cho Tổng thống Maduro. Đây là một bất ngờ lớn. Lúc đầu chúng tôi dự kiến ông Maduro sẽ chiến thắng với 50-50% tỷ lệ ủng hộ. Nhưng ông ấy đã có một chiến thắng ngoạn mục. Ngay cả ông Maduro cũng bất ngờ về điều này. Hơn 65%, ngay cả khi chúng tôi đang trong khủng hoảng và nhiệm vụ sắp tới của ông Maduro, của chính phủ mới, đó là giải quyết vấn đề này. Chúng tôi cũng nhân dịp này muốn gửi thông điệp đến cộng đồng quốc tế rằng chúng tôi đã thực hiện cuộc bầu cử này một cách chính thống, không vi phạm bất cứ quy định nào, không gây tổn thương cho bất cứ ai. Chúng tôi có các chiến dịch tranh cử tự do và hòa bình, và chúng tôi khẳng định chủ quyền của mình mà không ai ở bên ngoài có thể can dự được. Vậy thưa ông, đâu là những thách thức lớn nhất mà Tổng thống Maduro phải đối mặt trong nhiệm kỳ mới? Bạn biết đấy, Venezuela trong lịch sử đã là nạn nhân của nhiều cuộc chiến tranh. Nhìn lại quá khứ, từ cuộc chiến tranh giành độc lập, rồi đến chiến tranh thương mại, kinh tế về nhiều mặt. Đầu tiên, chúng tôi bị phong tỏa trong cuộc chiến tài chính. Bởi vì sao? Nhiều hay đa số các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi được bán bằng đồng đô la Mỹ. Chúng tôi bán dầu mỏ bằng đồng đô la. Chúng tôi bị cấm vận. Và chúng tôi không thể sử dụng đô la Mỹ để mua các nhu yếu phẩm cơ bản phục vụ cho người dân. Ví dụ, thuốc men, có khoảng 3-4 cảng tại châu Âu và Mexico có thể chở hàng đến Venezuela, nhưng chúng tôi không thể thanh toán, dù chúng tôi có tiền. Đây là một phần trong cuộc chiến tranh thương mại. Tôi có thể nói rằng có nhiều nước lớn đã ngăn cản chúng tôi không thể mua hàng hóa. Họ còn can dự vào khiến cho đồng Bolivar của chúng tôi bị suy giảm. Nay đồng Bolivar gần như không có giá trị. Ngoài ra, chúng tôi còn phải đối mặt với cuộc chiến truyền thông. Bạn biết đấy, có khoảng 3-4 hãng truyền thông quốc tế tại Venezuela, nhưng họ lại đưa những video, những hình ảnh không hề xuất hiện tại Venezuela, không phải là tình hình thật sự của đất nước chúng tôi. Khi có một vấn đề nhỏ, họ lại thổi phồng nó lên. Còn khi Venezuela đạt được những thành tựu gì đó, thì họ lại không hề đưa tin. Về mặt giao thông vận tải, đường hàng không của chúng tôi cũng bị cô lập. Nhiều hãng hàng không quốc tế không muốn thiết lập đường bay đến chỗ chúng tôi. Nhưng tôi biết, nhiều bạn bè Việt Nam hiểu được điều này. Các bạn đã từng đối mặt với những điều tương tự trong quá khứ. Các bạn đã vượt qua những khó khăn này, và chúng tôi tin chúng tôi sẽ làm được. Mặc dù có dự trữ dầu lớn nhất thế giới, kinh tế Venezuela ngày càng giảm sút sau khi ông Maduro lên nắm quyền với tình trạng lạm phát cao, thiếu lương thực, thuốc men, tội phạm gia tăng, cơ sở hạ tầng yếu kém. Trong chiến dịch tái tranh cử, Tổng thống Maduro đã cam kết sẽ tạo ra một nền kinh tế mới nếu đắc cử. Thách thức lớn nhất đối với Tổng thống đắc cử Nicolas Maduro và chính phủ Venezuela trong thời gian tới chính là vấn đề kinh tế.
vốn bị suy thoái nặng nề trong những năm qua do ảnh hưởng của cuộc bao vây cấm vận từ bên ngoài và hoạt động chống phá từ bên trong, bất chấp việc Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới. Tình trạng lạm phát phi mã, lương thực và thuốc men khan hiếm vẫn là những vấn đề khiến chính phủ Venezuela đau đầu trong những năm gần đây. Giá cả các hàng hóa hiện rất cao, tôi không có đủ tiền để mua gì cả. Siêu lạm phát ở đây là thứ gì đó hoàn toàn mới trong lịch sử của Venezuela. Tình trạng khan hiếm trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và thuốc men. Tăng trưởng GDP đã giảm một nửa từ khi ông Maduro lên nắm quyền. Từng cam kết đa dạng hóa nền kinh tế để tránh tình trạng bị phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ. Song đến nay, chính phủ Venezuela vẫn chưa thể thực hiện được một cách đầy đủ. Venezuela chủ yếu dựa vào nhập khẩu ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi có diện tích đất nông nghiệp lớn mà đáng ra nên trồng trọt, nhưng hiện chưa có gì. Điều tương tự cũng xảy ra trong ngành công nghiệp sản xuất. Chúng tôi cần phục hồi tất cả các ngành công nghiệp. Ngoài ra, chính phủ Tổng thống Maduro cũng phải đấu tranh một cách quyết liệt hơn để chống lại nạn tham nhũng, cũng như giải quyết triệt để tình trạng tội phạm đang gây lo lắng trong xã hội. Cùng với đó, ông Maduro còn phải giải quyết những vướng mắc trong quan hệ với các nước láng giềng, tạo sự ổn định vì sự hợp tác và liên kết trong khu vực, qua đó giúp cho công cuộc khôi phục và ổn định nền kinh tế có được nhiều thuận lợi hơn. Phát biểu trước những người ủng hộ ngay sau cuộc bầu cử, Tổng thống đắc cử Maduro khẳng định sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm khôi phục kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Tôi cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa những cải cách về chính trị và kinh tế, thực hiện một cách hiệu quả hơn các mục tiêu của kế hoạch Tổ quốc, chương trình hành động của chính phủ để đáp ứng một cách tốt nhất mọi nhu cầu của người dân, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các chương trình xã hội vì người nghèo đã triển khai trong nhiều năm qua. Ông Maduro cũng kêu gọi các bên tham gia vào một cuộc đối thoại chính trị toàn quốc nhằm tìm kiếm hòa hợp dân tộc mà ưu tiên là phục vụ lợi ích của nhân dân. Nhà lãnh đạo cánh tả bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết của toàn dân tộc, mọi âm mưu phá hoại tiến trình cách mạng Bolivar đều sẽ thất bại. Thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua thể hiện sự tin tưởng mà nhân dân Venezuela đã gửi tới Tổng thống Maduro nói riêng, cũng như tiến trình cách mạng Bolivar nói chung, song cũng đặt lên vai chính phủ của nhà lãnh đạo cánh tả này những nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề để chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những thách thức của thời cuộc vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. Hiện Venezuela đang gặp khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Ông Maduro sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào thưa ông? Trong nhiệm kỳ mới, kế hoạch của Tổng thống Nicolas sẽ bao hàm các cải cách nhằm giải quyết nhiều vấn đề mà không liên quan tới các vấn đề chính trị. Và ông ấy kêu gọi người dân cũng nỗ lực cải cách đất nước, ngay cả các đảng đối lập. Ông ấy nói, hãy cùng hợp tác vì Venezuela, không phải vì ông ấy, Maduro, mà vì Venezuela. Ông ấy đã đến từng cơ sở, từng trường học để thuyết phục người dân cùng hợp tác cho kế hoạch đổi mới kinh tế Venezuela. Ông Maduro muốn mở cửa nền kinh tế. Theo như kế hoạch đổi mới của Việt Nam ngày xưa, tôi tin rằng Việt Nam có thể cho chúng tôi những kinh nghiệm quý giá, bởi vì chúng tôi sắp mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ xúc tiến các cuộc trao đổi văn hóa, chính trị, kinh tế với các nước khác. Chúng tôi cũng sẽ nâng cao trình độ lao động với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, ví dụ như Việt Nam. Dân dân Venezuela có thể nâng cao được năng lực sản xuất, khai phá được những tiềm năng của Venezuela, như tăng cường khai thác vàng, kim cương, bauxit. Tôi tin rằng nếu khai thác hết tiềm năng trong nước và mở cửa ra nước ngoài, chúng tôi có thể phát triển một lần nữa. Quan hệ giữa Việt Nam và Venezuela dự kiến sẽ phát triển như thế nào trong tương lai thưa ông? Vâng, trong chiến lược hành động mới của mình, Tổng thống Nicolas Maduro đã đề cao mối quan hệ tốt đẹp với các nước đồng minh như Việt Nam. Ông đã làm rõ rằng Việt Nam là một đối tác quan trọng và chủ chốt của Venezuela. Với quan điểm này, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước mạnh mẽ hơn nữa và luôn ủng hộ nhau trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn biến những lời nói, những khẩu hiệu trong chính sách này thành hiện thực trong nền kinh tế. Việt Nam đóng một vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển mới của chúng tôi. Vai trò đầu tiên đó là các bạn có thể dạy chúng tôi làm sao để lên kế hoạch và thực hiện thành công chính sách đổi mới. Điều này rất quan trọng với chúng tôi.
Vì chúng tôi phải đổi mới, phải áp dụng các chính sách đổi mới của riêng chúng tôi, phù hợp với hoàn cảnh và kinh tế của Venezuela, cũng như bối cảnh toàn cầu hiện nay. Và Việt Nam là một tấm gương. Thứ hai, Venezuela đang mở cửa và sẵn sàng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư như doanh nghiệp Việt Nam. Bất cứ lĩnh vực nào mà các bạn muốn, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện ưu tiên cho các bạn Việt Nam. Thứ ba, chúng tôi hy vọng Việt Nam có thể trở thành các đối tác lâu dài trong việc cung cấp hàng hóa cho Venezuela. Tôi đã nghiên cứu và thấy rằng có nhiều mặt hàng mà Việt Nam có thể xuất khẩu sang Venezuela một cách dễ dàng mà không vấp phải trở ngại gì. Chúng ta phải phá vỡ rào cản về khoảng cách địa lý xa xôi. Chúng tôi đang có kế hoạch đưa các doanh nghiệp Việt Nam đến Venezuela tham dự hội chợ, triển lãm, đặc biệt tổ chức cho các bạn Việt Nam. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn khả thi, vì người dân nước tôi biết về chất lượng và các sản phẩm của Việt Nam. Điều này đem lại lợi ích cho cả hai nước. Vậy với tư cách là đại sứ Venezuela tại Việt Nam, ông có kế hoạch gì để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, thưa đại sứ? Tôi luôn cố gắng thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Venezuela hàng ngày. Mối quan hệ của chúng ta đã có nền tảng tốt và chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy. Chúng ta cần thúc đẩy quan hệ kinh tế. Ví dụ, hai nước sắp ký kết một số thỏa thuận về khai khoáng. Chúng tôi sẽ ký với Viện Khoáng sản và Địa chất Việt Nam. Chúng tôi sắp hoàn tất đàm phán. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để hai nước hợp tác trong tương lai, bởi lĩnh vực này của Venezuela rất tốt. Bạn biết đấy, Venezuela có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, 300 triệu thùng, nhiều hơn cả Ả Rập Xê Út. Đó là lý do vì sao chúng tôi được quan tâm đến như vậy. Dầu mỏ đã giúp cho chúng tôi phát triển kinh tế, giúp cho chúng tôi hợp tác được với nhiều nước như khu vực Mỹ Latin. Và tất nhiên, điều này có thể hỗ trợ quan hệ của chúng ta. Đây sẽ là trọng tâm của tôi trong thời gian tới. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông và một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự Thế giới sự kiện. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã mời tôi tham gia chương trình. Tôi xin gửi tới VATV và người dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của đại sứ Venezuela tại Việt Nam đã đem đến cho quý vị cái nhìn rõ nét hơn về cuộc bầu cử của nước này, cũng như những kế hoạch phát triển trong tương lai. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.